kìa bác. Sao sao bác không nghĩ đến chuyện anh Nghĩa không hề muốn đi thi thố hay là bon chen trốn quan trường? Anh ấy làm vậy cũng vì muốn làm vui lòng bác mà thôi. Tôi muốn như vậy đó. Ý tôi đã quyết thì nó phải làm theo, không được cãi. Vậy thì bác muốn là anh Nghĩa phải công thành danh toại, làm ông này bà kia, để bác còn nở mày nở mặt với bà con lối xóm và có một cuộc sống an nhàn sung sướng về già sao? Bác có nghĩ làm như vậy mới là đẩy anh Nghĩa vào thế kẹt không? Liệu khi đạt những thứ đó rồi, anh ấy có sung sướng hạnh phúc hay không? Tôi biết làm gì tốt cho con trai tôi. Cô không cần phải lo, cô lo cho cô đi. Chẳng phải cha cô cũng vì muốn cô có cuộc sống giàu sang sung sướng cho nên mới nhận lời gả cô cho con người nhà giàu. Cha cô cũng biết lo cho con gái của mình, tại sao tôi không biết lo cho con trai của tôi? Liệu thằng Nghĩa như bây giờ á, cha cô có đồng ý gả hay không? Bà nói đúng. Cha, hôm nay sẵn gặp bà ở đây, tôi nói luôn, thằng Nghĩa khi nào đỗ đạt thành tài thì hãy qua đây mở miệng hỏi cưới con gái tôi. Tôi cũng không muốn con gái tôi lấy một kẻ mà không có tiền đồ sáng lạng. À, mà chuyện đó chắc không có xảy ra đâu. Nó mà công thành danh toại thì e rằng con gái của tôi cũng già mất rồi. Cha đừng có nói vậy mà. Minh Lan, cô nghe rõ cha cô nói rồi đó. Chuyện này coi như là đã nói với nhau hết một lời. Còn ông cứ lo cho con gái của ông đi. Còn thằng Nghĩa, nó cũng không muốn làm rể của một người ham vinh hoa phú quý như ông đâu. Nói tôi á thì bà hãy coi lại mình. Ai ham mê phú quý ép con mình phải theo chứ? Thằng già này dù nghèo hèn cũng không muốn làm xui gia với cái hạng người ham trèo cao với bà đâu. Ông không muốn, chắc tôi muốn hả? Minh Lan, từ nay tôi không muốn cô gặp thằng Nghĩa nữa. Nè, bà về bà giỏi cục chứng con trai bà lại. Tại sao cấm con gái tôi? Hả? Tôi nói thẳng, từ nay thằng Nghĩa mà qua rù quến con Minh Lan đó, tôi gặp tôi bẻ giò. Dạ thôi đi mà. Bà chửi tao kìa, mày không thấy hả? Mày có giỏi thì mày kêu bà im đi. Dạ. Thôi đủ rồi, tôi muốn giữ lại một chút tình làng nghĩa xóm. Tôi sẽ không đôi co với ông nữa. Minh Lan, cô hãy buông tha cho Trọng Nghĩa nhà tôi. Bác ơi, bà tưởng con trai bà ngon lắm à? Về giỏi cục chân lại đi, đừng có thả ra dụ dỗ con gái người ta nữa. Khóc khóc cái gì? Mày không nghe à? Từ nãy giờ bà chửi tao không đó, tao có chửi bà đâu. Ta ra, quân giết người khốn kiếp. Người đã giết cha của ta, ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Nếu ta nói với cô, ta không hề liên quan tới chuyện đó, cô có tin ta không? Ngươi đừng giả bộ nữa. Cha ta đã bị ngươi giết, ngươi ra tay vô cùng tàn bạo. Chính ta đã tận mắt nhìn thấy. Ngươi đột nhập vào gia trang, ngươi còn dám trốn nữa hay sao? Bây giờ ngươi còn tính giết luôn ta để bịt đầu mối nữa chứ gì? Ta nhắc lại một lần nữa, ta không giết cha cô và không có ý định giết cô. Tình thế buộc ta phải giữ cô lại ở đây. Khi nào thoát được, ta sẽ lập tức thả cô ra. Ngươi đừng hòng thoát khỏi nơi này. Chỉ ít phút nữa thôi, khắp nơi này sẽ bị bao vây. Ngươi có chạy lên đằng trời, mau thả ta ra. Ngươi hãy ngoan ngoãn quy hàng đi, biết đâu ta sẽ thưa quan trên giảm án cho ngươi. Cô đã cho người đi báo quan sao? Ừ. Vậy thì ta đành phải mạo phạm tới cô vậy. Ngươi định làm gì ta? Ngươi tính đánh ta ngất xỉu nữa hay sao? Ngươi dám không? Ngươi dám làm lần nữa thì ta sẽ bắt ngươi. Cô nương,
ta vốn không thù không oán với cô. Nhưng chuyện tới nước này, ta đành phải giữ cô để làm con tin. Là do cô tự đưa mình vào đường khó, sau này cô đừng có trách ta. Nhanh lên mấy chú, kêu chúng nó chạy thoát. Lúc nãy ta thấy chúng nó vui vô miếu này nè. Nhất định phải bắt được bọn chúng. Lẹ lên. Không ai trong đó hết. Bà có nhìn chính xác không vậy bà Lý? Chính mắt ta nhìn thấy con Như Ý đi vào trong này mà. Chắc là tụi nó nghe động nên chạy trốn rồi. Chú Mau về báo với quan trên, cho bố cáo truy nã thằng giết lão già và cả con Như Ý. Đừng để tụi nó trốn thoát. Được rồi, đi. Dạ. Lạ thiệt, bà ta là bà Lý, tức là kế mẫu của cô ta. Tại sao lại yêu cầu quan quân truy nã Lý Tiểu Thơ? Chuyện này thật là khó hiểu. Trước mắt mình phải rời chỗ này đã, rồi tính sao. Cô tỉnh rồi sao? Lúc nãy ta đành xuống tay để đưa cô tới đây, xin cô thứ lỗi. Người dám mạo phạm ta lần nữa xem, ta sẽ băm người đây làm trăm mảnh. Nơi này là ở đâu vậy? Hả? Ở đây là ở đâu? Mau thả ta ra đi. Tội của người lớn tày trời, người nghĩ người chạy thoát được không? Người hãy mau quy hàng đi. Hoàng quân bao vây hết cả làng, nội bất xuất, ngoại bất nhập, còn kiến còn không ra lọt. Người có chạy đằng trời thì cũng không thoát được đâu. Ta biết. Người biết mà còn dám làm nữa. Người đúng là kẻ liều mạng, không biết sợ chết là gì. Ta đã mang trọng tội, trước sau gì ta cũng phải chết. Nhưng ta sẽ không chết một mình đâu. Ta sẽ chết cùng tiểu thư cho có bạn. Hồ đồ, ai là bạn của ngươi chứ? Mắc gì ta phải chết chung với ngươi? Thì bây giờ quan quân đang truy nã hai chúng ta, ta bị khép tội chết thì cô cũng sẽ như vậy thôi. Ta là ta mà ngươi là ngươi, cái gì mà hai ta? Một cành vàng lá ngọc như ta, tại sao lại ghép chung với kẻ sát nhân máu lạnh như ngươi chứ? Cô không tin ta sao? Được, ta sẽ dắt cô ra ngoài đó hỏi thử quan quân xem có phải là họ đang truy nã cả hai chúng ta hay không. Ngươi câm miệng lại. Nếu mà cứ hai ta hai ta thì ta sẽ ăn thua đủ với ngươi đó. Không hiểu nổi cô, gần chết tới nơi mà còn không biết ai là người tốt, ai là kẻ thù. Người đáng tội nghiệp là ngươi kìa. Chắc chắn tội giết người là mạng đền mạng. Ta sẽ chờ đến ngày ngươi bị hành quyết, để hương hồn cha của ta được ngậm cười nơi chính suối. Ta đã nói là ta không hề giết cha cô, tại sao cô cứ lại nhảy hoài vậy? Thì có tên giết người nào tự nhận mình là người gây án đâu. Người làm ơn đừng có khua môi múa mép nữa. Trong mắt của cô, ta là kẻ sát nhân hay sao? Phải, người là kẻ giết người, là đồ máu lạnh, là loại ác thú. Trời không dung, đất không tha. Được, nếu như vậy ta sẽ ác cho cô thấy. Người định làm gì ta? Trước sau gì ta cũng mang tiếng là kẻ sát nhân. Giết thêm một mạng người nữa thì ta cũng đâu bị chém đầu hai lần.
đừng có giết ta nha. Người làm ơn tha cho ta đi mà. Ta là sát nhân, ta là ác thú, làm gì có chuyện tha mạng dễ như vậy. Đừng đừng, người thực ra không phải là kẻ xấu. Chắc là vì ngươi hoàn cảnh khốn khó cho nên buộc ngươi phải đi trộm cướp đúng không? Nhưng ta giết cha của cô đó. Chắc là ngươi lỡ tay chứ ngươi không có ý đúng không? Ngươi tính hù cha ta, nhưng mà ngươi lỡ rồi ngươi lỡ đâm trúng cha ta đúng không? Ta biết mà, cái người nhìn mặt nhân nghĩa như ngươi á thì sao mà lại mang tâm hồn ác thú được. Nên ngươi bình tĩnh đi, cất cây kiếm đi. Nếu mà ngươi lỡ bị bắt á thì ra không được, ta sẽ nói đỡ giùm ngươi một tiếng để giảm nhẹ tội cho ngươi nha. Lời nói của ta đối với quan huyện nó có trọng lượng lắm. Bất quá ngươi chỉ mang tội ngộ sát thôi, ngươi sẽ không bị hành quyết xử tử đâu. Ngươi không đến nỗi cùng đường đâu mà, tin ta đi. Hả? Cô thật sự tin là ta không cố ý giết chết cha của cô sao? Ta tin ngươi mà. Ta tin ngươi không phải là kẻ giết người máu lạnh đâu. Ta tin ngươi không có ý giết cha ta đâu mà. Tha cho ta đi. Tốt, vậy thì ta cũng không làm khó cô. Cô tự đưa mình vào chỗ chết thì ta mặc xác cô. Ngài còn lưỡng lự gì nữa mà chưa cho quan quân truy nã bọn chúng? Tôi đã nói rồi, vì nó uất hận lão gia không tác hợp chuyện tình duyên của nó, cho nên nó và tên đó đã cấu kết với nhau sát hại cha mình. Chứ không á thì sao nó lại bỏ trốn với cái tên sát nhân đó chứ? Ngài cũng thấy lời của tôi tố giác là chính xác mà, đúng không? Vậy ngài còn chờ gì nữa mà không cho quả hình tụi nó rồi bố cáo khắp nơi để truy lùng hai đứa nó chứ? Bộ ngài không muốn truy bắt tội phạm sao thưa đại quan? Bà Lý, những gì bà nói đều từ một phía. Không có bằng chứng xác thực nào chứng minh tiểu thư Như Ý là đồng phạm trong việc giết ông Lý cả. Còn tên sát nhân mà bà nói cũng chỉ là nghi phạm mà thôi, nên việc tiểu thư đi cùng với hắn cũng không chứng minh được cổ có tội. Ta muốn đưa cổ về đây là để hỏi rõ sự tình trước khi làm việc gì đó hồ đồ vô căn cứ. Ta không thể thông cáo truy nã cô ấy như là một tội phạm được. Dạ thưa đại quan, tiểu thư Như Ý chính là đồng phạm với tên sát nhân đêm khuya lẻn vào Lý Gia Trang để giết chết lão gia. Hai kẻ đó không phải là nghi phạm mà chính là tội phạm. Chuyện này không có khó với ngài đúng không? Đây chỉ là một phần thôi. Nếu như ngài làm theo ý của ta thì ngài sẽ được gấp 3 số vàng này. Ngài nên nhớ, giết chết không tha và ghép tội danh chống cự quan quân khi bị truy nã. Nghĩa. Cô làm gì ngồi bần thần ra dữ vậy? Uống chén canh cho mát đi, Út nấu cho con đó. Dạ, cảm ơn cô. Trọng Nghĩa. Ủa, mẹ. Từ ra về sao?
không được qua lại với nhà của Minh Lan nữa, nghe chưa? Con mà cãi lời mẹ, lén lút qua lại với nó, mẹ từ mặt con đó. Mẹ nói là mẹ làm được đó. Chuyện gì vậy chị hai? Có chuyện gì vậy mẹ? Có phải chị mới qua gặp Minh Lan không? Gặp nó và ngay cả thằng cha của nó, nói chuyện nghe thấy ghét. Mẹ, mẹ với bác trai đã nói chuyện gì vậy mẹ? Thằng cha đó chỉ muốn gả con gái vô chỗ nhà giàu thôi. Còn nói mẹ là trèo cao này nọ nữa đó. Còn con Minh Lan cứ mở miệng ra là nó thương con mà muốn làm chuyện theo ý của mình à. Hai cha con nhà đó không có gì tốt lành hết, sống ích kỷ, chỉ biết cho bản thân mình thôi. Mẹ à, con hỏi mẹ đã qua bên đó nói những gì? Mẹ đã nói những gì thì cha quay mới nói lại như vậy chứ. Mẹ làm vậy sau này tụi con đứng giữa cũng sẽ khó xử lắm. Còn sau này nữa hả? Từ bây giờ mẹ cấm tuyệt. Con phải hứa với mẹ tuyệt giao với con Minh Lan đó, nghe rõ chưa? Mẹ, mẹ à, mẹ nói chuyện phải có lý lẽ đầu đuôi chứ. Sao lại cấm con như vậy được chứ? Không có dông dài, mẹ kêu sao làm vậy đi. Mẹ, mẹ. Chị hai. Mẹ, mẹ à. Như ý, con đi đâu cả ngày hôm nay, làm gì lo muốn chết à? Dì ở nhanh lên, dì báo quan huyện chưa? Mau cho người đi bắt tên giết người đi, con mới thoát khỏi hắn đây nè. Nhanh lên đi dì. Vậy nó đang ở đâu? Sao con lại về đây mà không bám theo nó? Con bị hắn ta bắt làm con tin, giam giữ cả ngày hôm nay. May là nhờ con lanh trí nên con trốn thoát được. Dì mau kêu cậu báo lính dây bắt hắn đi. Chắc chắn là hắn chưa đi xa lắm đâu. Ủa, vậy con thật sự không biết chuyện gì xảy ra sao? Ủa, chuyện gì là chuyện gì? Không lẽ con bị hắn đánh trúng đầu nên chậm hiểu? Dì muốn nói gì vậy? Không có gì. Không biết thì dễ hơn biết á mà. Hả? Không, ý dì muốn nói là con không biết gì thì sẽ tốt hơn. Trời ơi, dì còn ở đây lần khân với con chi nữa. Mau kêu người đi bắt hắn đi. Thủ phạm đã giết chết cha của con, đem về nha môn cho quan quân trừng trị. Thôi được rồi, được rồi. Vậy con hãy dẫn đường cho cậu con đi tìm hắn nha. Ba Đô, Ba Đô. Dạ. Dạ. Có chuyện gì vậy chị? Mau dẫn thêm người đi theo Như Ý, dây ráp bắt tên tội phạm, nhanh lên. Dạ. Nhanh lên. Đi thôi cậu. Nè, mau theo Như Ý đi đi. Ta sẽ báo quan quân theo trợ giúp sau. Kỳ này nhất định phải bắt cho được tên giết lão già, không cho hắn trốn thoát, nghe chưa? Dạ. Đi con. Đi. Nhanh lên đi mọi người, nhanh lên. Hắn mới vừa ở đây tức thì mà. Mấy người mau túa ra tìm mấy con đường mòn, nhanh lên. Tìm dấu vết của hắn đi. Dạ, dạ. Chắc chắn là hắn chưa đi xa đâu. Không biết là quan quân có tới kịp hay không nữa. Nếu không để xảy hắn thì coi như công cốc. Ta nghĩ khỏi cần tìm chi cho mệt nữa. Chắc là cô đã toa rập với hắn, đánh lạc hướng bọn này để cho hắn tẩu thoát chứ gì. Ông nói cái gì lạ vậy? Hắn là tên ác ôn đã sát hại cha của ta, mắc gì ta lại thông đồng với tên sát nhân kia chứ? Đừng có giả mù sa mưa nữa, Lý tiểu thư. Chơi trò mèo mã gà đồng, thông dâm với kẻ bần cùng, rồi bị cha mình phản đối mối lương duyên này, cho nên cô mù quáng toa rập với nhân tình giết chết cha của mình. Tội ác thấu trời xanh, cả làng này ai cũng biết. Triều đình đang truy nã cô và cái tên nhân tình đó. Ông bị điên rồi. Chuyện quan đường như vậy mà ông cũng nói ra được.
Đúng là cha ta đã nuôi ông tay áo, nuôi cáo trong nhà mà. Nếu á, ông mà còn đứng đây nói sảng như vậy thì ta sẽ lên báo với quan huyện. Tiểu thư muốn lên nha môn thì để tôi hộ tống, vừa tỏ lòng trung thành mà vừa có thêm tiền thưởng, bởi vì giúp quan bắt được phạm nhân. Ngươi câm miệng lại đi, miệng mồm ngươi độc địa quá. Cha của ta vừa mới mất, ngươi lại trở mặt phản phúc nhanh như vậy. Ngươi nên nhớ, ta vẫn là Lý tiểu thư, là chủ của gia trang mà ngươi đang ăn nhờ ở đậu. Ngươi đừng có giở trò hỗn láo sức sược rồi mang qua. Nếu như không tin thì tiểu thư cứ lên nha môn thì rõ trắng đen. Lên thì lên, ta sợ gì ngươi chứ. Ta sẽ hỏi quan huyện đâu ra đó, rồi chờ xử ngươi cũng chưa muộn. Đi. Ngươi tính làm gì? Tiểu thư làm gì còn có cơ hội nữa, bởi vì người chết thì mãi mãi không bao giờ lên tiếng được. Ngươi! Tráng sĩ, tha mạng. Đi đi. Tại sao lại để bọn chúng chạy thoát như vậy chứ? Mau bắt hết về gia trang cho ta hỏi tội. Nếu không trị tội bọn chúng tới nơi tới chốn thì ta không phải là tiểu thư nhà họ Lý nữa. Mau truy bắt chúng cho ta. Ta đâu phải là gia nô của cô. Ủa, ta quên. Người là kẻ tàn độc đã giết chết cha ta mà. Người cũng là tội phạm, sai nhà đang truy lùng. Người có ngon á thì đừng có chạy, ta sẽ kêu hoàng quân tới bắt người bây giờ á. Bắt ta à? Ừ. Vậy thì bắt luôn tiểu thư sao? Người nói điên khùng cái gì vậy? Ta làm gì mà bắt ta? À, người làm ơn đừng có nghe lời của tên Ba Đô. Hắn sống nhờ ở đậu ở gia trang ta, bây giờ phản phúc, lật lọng, ăn nói hoàng xiên. Cái gì vậy? Tại sao lại có hình của ta? Ngươi hòa hồi nào vậy? Sao ngươi lại có hình của ta? Bộ ngươi tương tư ta hả? Coi tiếp đi. Đây là hình của ngươi mà. Sao lại họa hình của ta với ngươi làm gì? Ngươi là quân trộm cướp chứ đâu phải là họa sĩ. Mà đây là hình họa mà quan quân treo khắp nơi trong làng. Hả? Để truy nã ta và cô đó. Gì? À đúng rồi, ngươi là kẻ đang bị truy nã mà, thì đương nhiên họ sẽ bắt ngươi thôi. Ngươi đừng có hòng trốn thoát tội. Còn mắc mớ gì lại đi họa hình của ta? Cô không thấy ở trên hình của cô cũng có mọc cái nha môn hay sao? Ừ? Hình này là do người của nha môn họa, họ sẽ truy bắt luôn cả cô đó. Tại sao lại họa hình truy nã ta? Ta đâu phải tội nhân đâu. Đúng là chết tới nơi mà cô lại không biết tại sao mình chết. Những lời của tên Ba Đô đó nói là sự thật đó. Hả? Không,
Ta không tin. Tại sao Quan Nguyện lại có thể hồ đồ như vậy chứ? Tại sao ta là con gái mà lại đi giết cha của mình? Mà ta với ngươi làm gì có quen biết nhau mà lại thông dâm chứ? Bịa đặt, dối trá, điên khùng. Cô vẫn không tin à? Được, vậy thì cứ lên nha môn mà hỏi cho rõ đi. Phải, ta sẽ lên nha môn hỏi cho ra lẽ. Nè, cô đi thật sao? Cô quay về đó là đập mạng đó. Có ngu thì cũng chưa phần cho người khác ngu chứ. Tại sao lại lấy hết phần thiên hạ vậy? Người... Nhanh lên ơi. Ở đây nè. Ta đây nè. Hãy tới bắt kẻ giết chết cha ta. Ta đây nè. Là cái gì? Diêm. Ủa đâu vậy? Ta mới mẹ. Kiếm tụi nó đi. Mới vừa nghe nó nói chuyện đây nè. Nhanh lên. Dạ. Em có. Kiếm kỹ vô. Tay. Tụi nó mới ở đây nè. Em đừng kỹ coi. Chưa có chạy ra được đâu. Kiếm kỹ vô đi. Hàng quay qua kia kiếm kỹ coi. Tôi làm cái gì vậy hả? Tại sao ngươi dám hỗn láo với ta vậy chứ? Ta là tiểu thư Cành Vàng Lá Ngọc. Ngươi là kẻ phàm phu tục tử. Tại sao ngươi lại mạo phạm đến người của ta? Ngươi muốn chết hay sao hả? Cô vô ơn vừa thôi. Ta mới vừa cứu mạng của cô đó. Tại sao? Tại sao ta là tội nhân được chứ? Tại sao ta là kẻ bị truy nã? Tại sao ta lại trở thành kẻ giết cha ta như vậy? Đúng rồi, tất cả là tại ngươi mà ra. Nếu như ngươi không xuất hiện thì cuộc đời ta đâu có khốn khổ như vậy đâu. Tại ngươi hết á. Ngươi đã giết chết cha của ta, bây giờ ngươi lại đưa ta vô hoàn cảnh như vậy, thiệt là tức chết đi được mà. Cô vẫn cho rằng cha của cô là do ta giết hay sao? Cô nghe cho rõ đây, cái chết của cha cô không liên quan gì tới ta. Ngươi còn chối nữa hay sao? Đêm hôm đó ngươi đột nhập vào gia trang của ta. Rồi tại sao cha của ta lại bị giết chết? Nếu không phải là ngươi thì ai vô đây chứ? Ta đã nói là ta không hề giết cha của cô. Người trong nhà của cô đã lợi dụng ta, gấp lửa bỏ tay người, lén lút làm trò khuất tất. Ta với cha cô không thù không oán, tại sao ta phải làm chuyện đó? Mục đích của ta là chỉ vào để lấy vàng bạc chia cho những người nghèo mà thôi. Người nói như vậy, vậy thì ai là thủ phạm giết cha của ta chứ? À, hay là ngươi đã nghe thấy chuyện gì có đúng không? Ta không muốn can dự vào chuyện nhà của cô. Tóm lại, ta không phải là kẻ giết cha của cô. Tin hay không, tùy cô. Nè, đứng lại đó. Có phải vì ta liên can đến chuyện này có đúng không? Ta không biết, nhưng ta khuyên cô đừng nên quá tin người. Kẻ mình tin tưởng nhất chính là kẻ đáng ngờ nhất. Người nói vậy thì chắc là người đã biết cái gì rồi. Có phải lúc ta bị người đánh ngất xỉu thì đã xảy ra chuyện gì đúng không? Ta nhớ là ta đã kêu gì ta đi báo quan để ta canh chừng ngươi. Tại sao bây giờ ta chính là kẻ thông dâm rồi lại trở thành người sát hại cha mình chứ? Có phải ngươi nghe được gì không? Ngươi mau nói cho ta biết đi. Nếu không ta nhất định không cho ngươi đi đâu. Ngươi nói đi. Nếu ngươi không nói thì ta coi như ngươi là kẻ giết cha của ta đó. Mau nói đi, nhanh lên, nói cho ta nghe đi. Nói đi. Nè. Dạ con chào bác. Nè, cậu còn đến đây chi nữa? Chẳng lẽ mẹ cậu không nói lại lời tôi sao? Cậu mà cậu đến đây ruồng quấn của Minh Lan là tôi bẻ giòn nghe.
Dạ bác ơi, bác có giận có đánh thì con chịu. Con không biết là mẹ con và bác đã nói gì với nhau, nhưng nếu chuyện đã làm cho bác phật ý thì con thay mặt mẹ con tạ lỗi cùng bác. Không có chuyện trò gì hết. Chẳng qua là mẹ của cậu á, nói trên đầu tôi nói xuống thôi. Tôi là cái thằng cha ham giàu, tôi gả bán con gái tôi cho nhà giàu đó, thì sao? Con gái của tôi thì tôi gả, có ai động tới ai đâu. Dạ thưa bác, bác cũng biết tánh mẹ con xưa giờ khẩu xà tâm Phật, hay nói nhiều câu khó nghe, nhưng mà thật tâm là không hề có ác ý. Bác, con mong bác bỏ qua cho mẹ con. Tôi có trách gì ai đâu. Còn cậu muốn cưới con Minh Lan hả? Thì cậu phải có vàng bạc mâm lễ đầy đủ, chứ nói khơi khơi tôi không có gả đâu. Tôi mang tiếng thằng ham giàu mà. Thôi, hôm nay tôi nể mặt tôi bỏ qua. Nếu lần sau mà cậu đến đây á, tôi đập que giò, lúc đó đừng có nói sao xui nha. Bây giờ cậu về đi. Nó không có nhà đâu, nhìn ngó gì. Đi về đi. Dạ bác. Cái gì nữa? Nếu vậy con muốn ở đây chờ Minh Lan về được không bác? Tôi nói cậu nghe không rõ hả? Tôi cấm cậu không gặp con gái tôi. Đi về đi. Bác ơi, con thương Minh Lan thật lòng mà bác. Bác làm ơn đừng chia rẽ tụi con, tội nghiệp tụi con mà bác ơi. Cậu nè, tôi đã nhận sính lễ nhà người ta rồi, cậu đi về đi, đừng có ở đây mà than khóc kiểu nữ nhi thường tình đó nữa. Muốn cưới con gái người ta thì phải có tương lai sáng lạng, chứ nó khơ khơ như vậy ai mà gả cho cậu. Nếu có trách á thì tự trách mình, chứ tại sao mà trách người ta chia rẽ. Cậu mang lễ vật đến được như người ta thì mai ra tôi còn suy nghĩ lại. Còn nghèo như cậu, làm gì mà có lễ vật. Tôi nói như vậy chẳng khác nào làm khó cho cậu quá mà, đúng không? Bác, con biết là bác đang giận cho nên bác mới nói như vậy, chứ bác đâu nợ ép Minh Lan lấy người mà cô ấy không thương, có đúng không bác? Trời ơi, lãi nhãi nhiều quá. Mau ra khỏi nhà tao đi. Bác à, con chờ. Mày lãi nhãi nhiều quá, có đi không? Nếu không tao xách cây đập que cho mày. Bác cho con chờ Minh Lan đi bác. Không có chờ gì hết. Tao nói tao làm, biết chưa? Hả? Bác có đánh què dò con không về đâu bác. Bác cho con chờ Minh Lan đi bác. Mày thách tao hả? Mày thách tao? Cha, cha ơi, cha. Cha đừng làm vậy mà cha. Tránh ra, mày tránh ra. Cha, Minh Lan. Cha, cho con nói chuyện với anh Nghĩa chút đi cha. Cho tụi con nói chuyện không chút đi bác. Không có gì hết. Đi ra, bác à. Đi ra, mày đi về. Minh Lan. Nghĩa. Minh Lan à. Anh đi về. Đừng có đứng đó nữa. Đi về. Con nói chuyện chút đi bác. Bác à, cho con nói chuyện chút đi mà. Con đi vô. Minh Lan. Minh Lan. Đi vô. Minh Lan. Anh đi về đi. Minh Lan. Minh Lan à. Minh Lan. Về đi. Minh Lan. Mày đúng là cái đồ ăn hại. Có cái chuyện cỏn con như vậy á mà làm cũng không xong. Thiệt chứ, để cho tụi nó chạy mất tiêu à. Thôi mà, chứ đừng có bực. Mọi chuyện á đã sắp an bài rồi, ai về cái thằng đó xuất hiện bất thình lình nên em trở tay đâu có kịp. Mày, tại chị không biết đó thôi. Võ nghệ của nó rất là cao cường, ba người mà cũng không thể nào xử nổi nó. Mày thôi đi, mày đừng có biện hộ nữa. Toàn là một lũ vô dụng mà. Để sống mất tụi nó rồi, làm hư việc của ta hết rồi. Mà chị, có khi nào con Như Ý nó chạy lên nhà môn không? Nó mà chạy lên nha môn hả, cũng như đưa cổ vào trong thôi. À, đúng rồi, tên quan huyện hôm đó đã lóa mắt khi nhìn thấy số vàng của mình. Bây giờ hắn cũng muốn có số vàng của mình trong tay, cho nên chắc chắn một điều, hắn cũng muốn giết hai đứa nó để có được số vàng đó. Tụi nó mà có tới nha môn thì tụi nó tự đưa cổ vào trong mà thôi. Phải công nhận chị của em đúng là cao tay. Không cần nịnh bợ ta đâu.
Một khi chị mày đã ra tay thì phải chặn đầu chặn đuôi, không cho nó được thoát. Cái con đó rồi cũng như thằng cha ngu xuẩn của nó thôi, chết tới nơi mà không biết vì sao. Chị đừng nhắc lại nữa, giờ nhắc lại em còn thấy ớn ớn. Đêm đó thừa lúc lộn xộn, chị sai em đâm ổng, mà ổng cứ nhìn em trừng trừng mắt không chớp. Tới bây giờ em còn ám ảnh mấy đêm liền luôn đó chị. Chị ơi, chị hai ơi, chị hai, chị hai, chị hai ơi, chị hai ơi, chị hai ơi, chị ơi, chuyện gì vậy? Chị ơi, chị cẩn thận nha, nhà mình có kẻ lạ đột nhập, gia nhân đang đi truy lùng nó. Giờ phải làm sao? Chẳng phải mình đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi hay sao? Đây là thời cơ tốt nhất để mình ra tay dứt điểm chuyện này. Ê, chị là... Làm đại sự thì phải bất chấp tất cả, miễn sao đạt được mục đích. Nếu nó không chết thì mình chết. Mày đúng là đồ chết nhát. Mà mày yên tâm đi, còn đó sống thì mang danh tội phạm, mà chết thì cũng mang tiếng giết cha. Đường nào nó cũng phải chết hết. Từ nay chị em ta sẽ kê cao gối mà ngủ thôi. Từ bây giờ mình được hưởng phước trong cái gia sản này tới trọn đời rồi đó. Cậu nè, tôi đã nhận sính lễ nhà người ta rồi, cậu đi về đi, đừng có ở đây mà than khóc kiểu nữ nhi thường tình đó nữa. Muốn cưới con gái người ta thì phải có tương lai sáng lạng, chứ nó khơ khơ như vậy ai mà gả cho cậu. Nếu có trách á thì tự trách mình, chứ tại sao mà trách người ta chia rẽ.
Cậu mang lễ vật đến được như người ta thì mai ra tôi còn suy nghĩ lại. Tại sao lại như vậy? Tại sao bà ta lại ác độc đến như vậy chứ? Là người đầu ấp tay gối, nếu bà không còn tình thì bà cũng phải còn nghĩa. Sao bà ta lại ra tay giết chết chồng mình như vậy? Cha ơi, cha đã lầm tin kẻ ác phụ rồi, để bây giờ phải rước họa vào thân. Bà ta vì gia sản mà nỡ lòng nào ra tay giết cha, rồi trút hết tội lỗi lên đầu của con. Bây giờ con phải mang tội danh giết cha ruột của mình. Trời ơi, tội danh này làm sao mà tôi gột rửa được đây? Cha ơi, cha ơi, cha có linh thiêng thì dạy báo cho con là con phải nên làm gì đây cha ơi? Cha ơi, tại ngươi mà ra hết á. Nguồn gốc tai họa là do ngươi. Nếu như mà ngươi không lẻn vào nhà ta để ăn trộm thì bà ta đâu có tương kế tựu kế, đâu có lập mưu để giết cha ta được. Không có ngươi thì ta cũng đâu có bị đổ tội tày trời này. Bây giờ cũng chính là ngươi cho ta biết được sự thật tàn nhẫn này. Hay là ngươi muốn ta chết trước mặt ngươi thì ngươi mới vừa làm đúng không? Ta cho cô thấy được sự thật là để cô biết rõ được người sát hại cha cô là ai, để cho cô sáng mắt ra. Tại sao cô còn quay lại trách ta? Biết vậy ta cứ để cho bà ta hại chết cô. Cô đúng là mù quáng. Ừ, thà cứ để ta sống trong mù quáng đi, ta không muốn nghe, không muốn biết gì hết á. Còn hơn bây giờ ta nhìn được sự thật này. Ngày thường ai cũng dân dân dạ dạ trước mặt ta, nhưng mà sau lưng họ thật đáng sợ, đáng ghê tởm. Tại sao con người có thể đội lốt lang sói như vậy chứ? Nếu cô muốn thì cô cứ quay về làm tiếp tiểu thư của cô đi. Ta đã chứng minh rằng ta không phải là kẻ sát nhân. Giờ thì không còn gì liên quan tới ta nữa. Ta cũng không còn liên quan tới nhà họ Lý nữa. Chào cô. Cha ơi, cha ơi. Trọng Nghĩa. Ờ, Quỳnh cũng tới nơi hả? Thật là trùng hợp. Tôi biết Quỳnh bày ra tất cả mọi chuyện này, Quỳnh đừng có làm bộ nữa. Ý Quỳnh nói chuyện gì? Tôi đã gặp bà Tư mai mối và biết chuyện Quỳnh đã thuê bà ta đến để dạm hỏi Minh Lan. Quỳnh làm như vậy tức là qua mặt song thân, qua mặt cha của Minh Lan đó. Cái gan của Quỳnh cũng lớn dữ lắm,
Huynh cũng thừa biết tình cảm của tôi về Minh Lan mà. Tại sao lại dùng kế này để thắng tôi sao? Huynh làm to rồi. Cho dù huynh có dở trò gì thì Minh Lan cũng không bao giờ yêu huynh đâu. Huynh hãy ngưng lại cái trò tiểu nhân này đi. Trọng Nghĩa, chúng ta đều thương Minh Lan, nhưng chỉ nói suông thì chả có ích lợi gì. Ai hành động thực tế hơn, nhanh hơn thì sẽ có được cô ấy. Tôi có làm gì đi nữa thì cũng chỉ muốn đem lại hạnh phúc cho Minh Lan mà thôi. Tôi thật giả với Minh Lan thì có gì là sai trái chứ. Đừng nói là nhờ bà Mai bà mối. Làm gì tôi cũng làm hết, miễn sao tôi có được cổ. Tôi tin rằng Minh Lan sẽ hiểu và sẽ nhận ra rằng đâu mới gọi là chân tình. Dùng thủ đoạn để chiếm lấy người khác mà huynh gọi là chân tình sao? Tôi là người khác huynh. Chẳng qua là huynh sợ không thể nào khiến trái tim của Minh Lan thuộc về mình nên mới hành động thiếu quang minh chính đại như vậy. Huynh nói hay lắm. Vậy thì cứ chờ xem Minh Lan sẽ chọn ai. Tô Châu, tôi khuyên huynh hãy ngừng lại đi. Đừng dùng cách mua chuộc người khác và đừng lấy bắt trai ra để làm khó Minh Lan nữa. Đó là hành động của những kẻ tiểu nhân. Nè, huynh hơi quá lời rồi đó. Nhưng mà huynh lấy quyền gì mà yêu cầu tôi này nọ? Quyền là hôn phu của Minh Lan. Tôi và Minh Lan đã hẹn ước từ lâu, và mẹ tôi sẽ mang trầu cau qua để giảm hỏi trong nay mai. Vậy sao? Sao huynh không làm ngay đi? Lại đứng đây lớn tiếng làm gì? Hay là huynh còn đang khóc lóc gian xin mẹ huynh qua dạm hỏi Minh Lan thì cha nàng đã đồng ý nhận xính lễ của tôi rồi. Nói cho huynh biết, bây giờ chỉ cần cha mẹ của tôi qua nhà Minh Lan định ngày cưới hỏi nữa là xong. Tôi đang suy nghĩ là ngày cưới hỏi của tôi và Minh Lan có nên mời huynh hay không. Minh Lan sẽ không bao giờ bằng lòng lấy huynh đâu. Đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi. Nè Trọng Nghĩa, nếu huynh mà còn thóa mạ tôi nữa, tôi sẽ không khách sáo với huynh đâu. Vậy sao? Đồ tiểu nhân bỉ ổi hèn hả? Huynh làm gì vậy? Nè, chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Có sao không? Trời ơi, Trọng Nghĩa, mày đánh Tô Châu chảy máu đầu rồi. Đứng lại, qua đi. Dạ. Đứng lại, qua đi. Dạ. Qua đi. Dạ. Không được qua. Dạ, dạ. Không, qua đây. Bên này không có được qua, đi về đi. Dạ. Tại sao lại cản ta? Bộ ngươi muốn chết hả? Tưởng có võ công là hay lắm hay sao? Ta phải lưu một phen để thoát khỏi chỗ này. Đúng là hữu dũng vô mưu. Muốn thoát thân á thì phải dùng cái này nè. Cô có sao? Ngươi trời, tội gì? Tội ghê không? Không quá trời quá đất. Người nhà mà bị chết. Nhưng mà ai vậy? Phải biết đâu. Mấy anh lính ơi, cho đám tang đi qua đi anh ơi. Quan trên có lệnh, có bất cứ phải bất nhập. Các người không nghe thấy sao? Về đi, có cái gì đâu mà nhưng coi. Nhưng đi lời chuyện chẳng đừng đừng tôi mang chồng tôi về quê an táng mà mấy ông cũng cấm hay sao? Nhưng mà nghĩa tử là nghĩa tử mà anh. Anh làm ơn đi. Đừng quan có ngại, về đi. Đưa chúng tôi qua đi mà. Thôi được rồi, qua lại đi. Dừng lại. Có
chuyện gì vậy? Cứu ngài. Ta là đội trưởng lính của quyền lệnh này nè. Theo lệnh của quan trên, ta đang truy lùng tội phạm. Tất cả ai ra vô làng đều phải tra xét. Trời ơi, người ta đã chết rồi mà. Chẳng lẽ người chết mà ngài cũng xét hay sao? Chết rồi, đâu ra đi ăn tán đi. Ai biết đâu được trong quan tài có gì. Biết đâu mấy người thâm độc giấu tội phạm thì sao? Mở ra cho xem. Má mở ra. Mở ra. Nhảy lên. Mở lên. Người chết cũng xét cái người cảnh á. Mở ra. Làm hơn đi. Mở ra. Mở ra. Tôi qua đi. Hai trò thật là làm ta thất vọng. Chỉ vì hai chữ ái tình mà lại ẩu đả với nhau như vậy. Bao nhiêu chữ nghĩa thánh hiền ta đã dạy, các trò đã quên hết rồi hay sao? Dạ thưa thầy, con xin lỗi vì đã làm thầy phiền lòng. Lúc đó thầy còn nóng giận quá, không thể kiềm chế được, cho nên mới hành động nông nổi như vậy. Dạ thưa thầy, trọng nghĩa thoá mà còn đủ điều hết, lại còn động thủ với con nữa thầy, nên con mới phản kháng lại. Được rồi, nhưng bây giờ trò thấy sao rồi? Dạ, con thấy nó choáng váng nhức đầu quá, không biết là đầu con có sao không nữa. Thầy, sau này đầu con có bị mất trí nhớ hay tổn thọ gì không thầy? Trò chỉ bị trầy xước ngoài da và chảy chút máu thôi, rồi sẽ lành sớm, không nghiêm trọng đâu. Dạ. Trọng Nghĩa, người mà trò cần phải xin lỗi là Tô Châu, chứ không phải là thầy. Xin lỗi Tô Châu huynh. Huynh đập đầu người ta chảy máu như vậy, xin lỗi một lần là xong sao? Tô Châu, Trọng Nghĩa không có ý đã thương trò, giả lại cũng đã lên tiếng xin lỗi trò rồi. Là quân tử chớ nên hẹp hòi. Hãy tha thứ cho Trọng Nghĩa đi. Thầy không muốn học trò của mình bất hòa hiềm khích với nhau như vậy. Dạ, thầy nói vậy thì con nghe vậy. Trọng Nghĩa. Dạ. Thầy phạt trò trong suốt thời gian này phải chép bài cho Tô Châu, với lại phải xuống bếp nấu cháo cho trò ấy ăn. Dạ, con xin nghe lời thầy. Ta thật không ngờ cô lại nhiều quỷ kế như vậy. Những kẻ khóc lóc trong đám ma là người của cô hả? Họ khóc y như thật vậy. Đâu có đâu, đó là đám ma thiệt đó. Đám ma đó là thật hả? Ừ. Ý cô là sao? Thì ta chỉ mượn gió bẻ măng thôi, chứ đâu có dàn dựng thuê mướn gì đâu. Nhưng mà sao cô biết sẽ xảy ra lộn xộn ở đó vậy, rồi thừa dịp thoát thân như vậy? Dạ thưa đội trưởng, tôi có chuyện muốn mật báo, xin ông hãy giữ bí mật. Chuyện gì? Đám tang đi qua cổng làng là giả. Tội nhân đang bị truy nã, đang trốn trong quan tài. Nếu mà ngài muốn lập công thì hãy mau chặn họ lại. Thì ra là vậy. Ừ. Hóa ra cô cũng thiệt là xảo quyệt chứ. Ngộ biến tùng quyền thôi. Cũng mong là hương hồn người chết tha cho ta. Sau này có dịp ta sẽ cúng tạ lỗi. Ta xin hứa. Coi như ta cứu cô một lần, bây giờ cô cứu lại ta một lần. Chúng ta hòa nhau, không ai nợ ai. Cáo biệt. Đứng lại. Như vậy đâu có được. Ta vì ngươi xất bất sang bang, một bước bỗng quá thành kẻ không nhà không cửa.
Tại sao người có thể bỏ ta giữa chừng như vậy được? Hay là như vậy đi, nhà bác họ ta cách đây vài dặm, người hãy đưa ta tới đó, rồi người muốn đi đâu thì đi. Ta cần gặp bác ấy để tá túc và tìm người giúp đỡ để lấy lại gia sản của nhà họ Lý, rồi còn rửa oan cho ta nữa. Ta đâu có trách nhiệm gì với cuộc đời của cô. Ta còn có việc lớn phải làm, ta không thể nào mang cô theo được. Nhưng người chỉ cần đưa ta tới nhà bác họ thôi mà. Ta hứa sẽ không làm phiền ngươi nữa đâu. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ nói bác ta hậu tạ ngươi xứng đáng. Ta không cần. Nhưng mà ít ra ngươi cũng phải đưa ta ra khỏi chỗ này chứ. Nơi này rừng thiêng nước độc, trời sắp tối rồi, ta biết đi đâu. Đó là chuyện của cô, ta không quan tâm. Ngươi phải quan tâm. Rõ ràng là ngươi có liên đới trách nhiệm trong chuyện này. Ngươi đợi ta với, ta vô lại kia. Chờ ta với. Chị về rồi đó hả? Có gì mà hắn nói vậy mẹ? Con mệt lắm, con muốn vào trong nghỉ. Đẹp mặt quá ha, vì một chữ tình mà tranh giành đánh nhau. Thiệt là biết cách làm bỉ mặt mẹ con mà. Bây giờ cả xóm ai cũng cười vô mặt mẹ con nè. Mẹ đừng nói những lời đó lúc này được không? Con đã mệt mỏi lắm rồi. Tự con làm ra chuyện chứ đâu phải mẹ đâu. Mà bây giờ đem cái mặt đưa đám đó về đây. Mẹ à, Tô Châu làm chuyện sau lưng để mua chuộc cha của Minh Lan thì sao con làm ngơ được chứ? Mẹ đã cấm con, sao con lại cãi lời mẹ? Để xảy ra cớ sự như vậy, có phải bây giờ lời nói của mẹ con không xem ra gì đúng không? Còn bây giờ con phải tập trung ôn thi, không phải chuyện tranh giành trai gái. Mẹ à, chuyện thi cử đỗ đạt gì đó con nghe chán lắm rồi. Mẹ đừng có lặp lại nữa được không? Nhưng là giờ lúc này con muốn được ở một mình. Giỏi, nuôi mày khôn lớn đến bây giờ, để hôm nay chê mẹ phiền phức lải nhải càm ràm, nói không nghe lọt lỗ tai của mày nữa rồi, đúng không? Mẹ, kể từ nay mẹ sẽ câm miệng, mặc con muốn nói gì nói, muốn làm gì làm, không quan tâm tới con nữa. Mẹ à, mẹ, cái này cô không có binh con được. Con đụng chạm với người ta như vậy làm mẹ và cô lo lắng lắm, con biết không? Lo cho nó làm gì? Bây giờ nó đủ lông đủ cánh rồi, nó muốn làm gì thì làm. Tôi với cô có lo có sợ cho nó, nó có màng tới đâu. Giờ nó chỉ biết có con Minh Lan mà thôi. Đó, cô có thấy không? Trời ơi, ông về đây ông chứng giám thằng con trai của ông kìa. Nuôi nó lớn khôn cực khổ, bây giờ tôi nói nó cãi, tôi nói nó cãi. Ông có giỏi ông về ông dạy nó đi, tôi hết cách dạy nó rồi. Kìa ông, tôi thấy rồi, là cô Như Ý và cậu Nhất Dương. Phải. Cô định ở ngoài đó cho chết cống hay sao? Trong đây có lửa nè, vào hơi cho ấm đi.
trước mắt cả lần ở đây, chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Ta với ngươi chung dạ trong hang này hay sao? Còn gì là phẩm giá của ta nữa chứ? Vậy thì cô cứ đi ra ngoài đi, không cần phải ở đây, không ai cấm cô hết. Ngươi có phải là Nam Nhi không vậy? Người đi ra ngoài ngủ phải là ngươi mới đúng á. Mà không, ngươi không được ngủ, ngươi phải thức để canh cho ta ngủ. Tại vì lỡ rủi ta ngủ rồi đêm khuya thú dữ ăn thịt ta thì sao? Nhìn cái gì mà nhìn? Bộ ta nói không đúng chỗ nào mà nhìn ta? Cô nói đúng hết, chỉ sai có một chỗ thôi. Ta không phải là giai nhân của cô mà để cho cô sai biểu hả? Có đúng không Lý Tư Thơ? Tại sao ta lại tới bước đường cùng như vậy chứ? Từ một người chỉ sống trong nhung lụa, đi một bước cũng có kẻ hầu người hạ. Bây giờ ta thành người tứ cố vô thân, ta phải ngủ trong cái hang động bẩn thỉu tối tăm như vậy nữa, mà còn bị người ta dè biểu khinh rẻ, coi ta không ra gì. Cha ơi cha, cha có biết là con gái của cha đang thê thảm lắm không? Mà tất cả là do ngươi hết á. Từ khi ngươi xuất hiện, cuộc đời của ta như bị sao quả tại chiếu vậy. Ta bị du oan, rồi còn bị hại chết nữa, là do ngươi hết á. Thôi được rồi, được rồi, coi như ta sợ cô đó. Cô vô trong này đi, ta ra ngoài ngủ, sáng mai rồi tính tiếp. Chết rồi, cô buông ta ra được rồi chứ? Mà tại ta sợ lỡ có con khác thì sao? Thì giống như là con này là con chồng, rồi còn con vợ nó nằm ở trong kia thì sao? Người đã giết nó, một lát nữa con vợ của nó thế nào cũng ra trả thù nữa đó. Nếu cô sợ ở trong này thì cô ra ngoài ngủ đi, ta ngủ trong đây được chứ? Không thôi, người ở trong này đi, ta sợ mấy cái thứ này lắm. Ta đi ra ngoài đây.
chuyện gì vậy hả? Ở ngoài đó còn đáng sợ hơn trong này nữa. Tối thui à. Vậy bây giờ cô muốn sao đây tiểu thư? Ta muốn ở trong này. Ê, nhưng mà người cũng phải ở trong này với ta. Nè, người phải ngồi xa xa ra chứ. Ai ngồi sát vậy được. Sao không có chỗ nào sạch hết vậy nè? Người phải dọn cho ta chứ. Người phải kiếm thử coi có con nào đáng sợ nữa không. Phải dọn sạch cho người ta thì người ta mới ngủ được chứ. Nè tiểu thư, tôi không phải là... Biết rồi. Người không phải là gia nhân của ta chứ gì. Nhưng mà là nam nhi thì phải biết trượng nghĩa anh hùng chứ. Thấy mỹ nhân thì phải biết cứu mỹ nhân chứ. Coi như là ta hạ mình được chưa. Ta kêu ngươi là anh hùng. Chịu chưa? Ê, người tính bỏ ta đi đâu vậy? Ê, nè, nè. Tránh ra. Người muốn làm gì? Muốn có chỗ êm để nằm thì làm ơn tránh ra chỗ khác. Được rồi đó, tiểu thư, cô vào nghỉ đi. Không còn có gì nữa đâu. Người có chắc không? Lỡ đâu còn thì sao? Ta đã soi rất kỹ rồi, không còn có bất cứ con gì có thể hại được cô đâu. Thì ngươi ra ngoài này đi. Cô đi vào đi. Sao ngươi dòm ta vậy? Ngươi quay mặt qua kia đi. Ta cấm ngươi nhìn ta lúc ta ngủ đó nha. Trời ơi, sao lót cái cây gì mà cứng quá vậy? Khó chịu như vậy làm sao mà ta ngủ được. Nè, thôi nằm tạm cũng được. Không lẽ giờ ta phải nằm dưới đất? Ta lạnh quá. Ngươi đi kiếm cái gì cho ta đắp đi. Ở nhà của ta là phải có mền đắp thì ta mới ngủ được. Thậm chí là còn phải xông trầm nữa đó.
Sao mà trống trải lạnh lẽo dữ vậy nè? Nè, nè, người không có được ngủ. Người phải canh cho ta ngủ chứ. Người còn phải thức để canh lửa. Lửa mà tắt là ta sợ lắm. Ở nhà của ta là đốt đèn suốt đêm, tắt một cái là ta dậy liền luôn á. Tại vì ta sợ bóng đêm từ nhỏ. Ta sợ từ lúc mà mẹ của ta mất lận. Ờ đúng rồi, sổ định hôn đã ghi tên họ từ 10 năm trước rồi. Ờ, ừ. Sao bây giờ thấy họ nặng nhẹ ghẻ lạnh với nhau dữ vậy hả bà? Ờ, duyên trời định, coi chừng không qua nổi nhân định. Ông ơi, tại số phận bây giờ của họ khác nhau quá. Mà ông nhìn kìa, nhìn kìa, khí lạnh từ người cậu Nhất Dương đó bốc ra ngùn ngụt à, làm trái tim của cậu ta cũng nguội lạnh theo. Ờ ha. Còn cô Như Ý á, lại đính ước với Trương công tử. Ờ, phen này là sổ trời phải thay đổi theo nhân gian rồi ông à. Thiệt là thật tiếc cho đôi trai tài gái sắc này đó. Bà khoan thất vọng, đời còn dài, chúng ta cứ chờ đợi đi. Ừ thì chờ, thần tiên của chúng ta một ngày bằng cả trăm năm của người trần gian. Ừ phải. Sao có tiếng gì mà ghê quá vậy? Có phải hùm beo rắn rít không? Hay là quan quân truy đuổi bắt ta đến đây rồi? Người không có được ngủ nha. Người phải thức canh cho ta ngủ. Ta sợ lắm. Ta sợ thiệt đó. Cha ơi, cha đừng bỏ con mà. Cha ơi, cha về với con đi. Minh Lan, Minh Lan à, anh không có cố ý gây sự và cũng không có chủ đích gây thương tích cho Tô Châu đâu. Trọng Nghĩa, anh đừng có buồn nữa, em tin anh mà. Ờ, nhưng mà mẹ thì không muốn nghe anh giải thích. Mẹ lúc nào cũng vậy. Lúc nhỏ khi bên ngoài có chuyện gì là mẹ lại lôi anh về la mắng suốt đêm, mà không chịu nghe anh nói nửa lời. Nếu anh nhớ không lầm thì mẹ chưa bao giờ nói một lời ngọt ngào nào với anh, mở miệng ra là chỉ có răng đe, giáo huấn. Nào là nam nhi thì phải có chí lớn, thế này thế kia. Mà anh đâu có muốn làm những việc đại sự. Anh chỉ muốn là một người bình thường, sống trong cái làng quê nhỏ bé yên bình này thôi. Được làm những gì có ý nghĩa giống như thầy vậy. Như vậy
anh đã mãn nguyện rồi. Mẹ anh đúng là rất hà khắc với anh. Em có cảm giác anh không được phép phạm một sai lầm, dù là nhỏ nhất. Giống như bác ấy kỳ vọng anh phải làm được một việc gì đó rất quan trọng. Ờ, em cũng thấy điều đó sao? Lòng lúc anh tự hỏi, không biết là anh có phải là con ruột của mẹ hay không nữa. Chị của cô Út là thương anh, nhưng mà cô Út cũng rất là sợ mẹ, cho nên cũng không dám cãi nửa lời. Cô Út thường hay nói cha của anh là một người đàn ông tốt, có tính hào hiệp, trượng nghĩa, luôn giúp đỡ những người thế cô. Rất tiếc là anh vừa mới chào đời thì cha anh đã mất. Phải chi cha anh còn sống thì hay biết mấy. Em thì lại mất mẹ từ khi vừa mới lên ba. Nếu có mẹ lúc này, chắc chắn mẹ em sẽ không ép gả em cho người mà em không thương. Chắc chắn mẹ sẽ đứng ra trả sánh lễ và từ chối cuộc hôn nhân này. Nhưng mà anh Trọng Nghĩa nè, anh cũng đừng có lo. Nếu như mà em nhất quyết không chịu thì không có ai ép được em đâu, kể cả là cha em. Minh Lan à. Trọng Nghĩa, có chuyện gì mà mấy anh tìm tôi? Liên quan tới việc cậu gây thương tích cho Tô Châu, nên quan huyện sai chúng tôi áp giải cậu về Nha Môn để hỏi việc. Khoan đã, tại sao lại bắt anh Trọng Nghĩa? Chuyện này chỉ là xô xát nhẹ, hai huynh ấy cũng đã giảng qua rồi. Tụi tôi chỉ làm theo lệnh quan thôi, có gì thắc mắc thì lên quan mà hỏi. Được rồi, tôi sẽ theo các anh về Nha Môn. Minh Lan, chị báo với mẹ anh một tiếng giùm anh nha. Đi. Nhưng mà Trọng Nghĩa. Nhất Dương ơi, Nhất Dương. Nhất Dương. Ở dưới này mát lắm, xuống đây tắm đi. Tên dâm tặc nhà ngươi, ăn nói cho phải phép, đừng có thấy ta đang gặp nạn rồi ngươi dở giọng chọc ghẹo. Ta là tiểu thư quê cát, chứ có phải là phường hạ lưu đâu mà chung chạy với kẻ phàm phu tục tử như ngươi. Nè, tôi là mẹ của Trọng Nghĩa, người mà khi nãy mấy chú dẫn về Gia Môn. Hiện giờ nó đang ở đâu? Tại sao mấy chú dẫn nó lên Gia Môn chứ? Cho tôi gặp quan trên. Tôi muốn gặp con trai tôi. Tôi muốn gặp quan trên. Cho tôi gặp quan trên đi. Được rồi,
cho bà Lệ chào. Hoàng lớn nói sao? Trọng Nghĩa bị tạm giam trong đề lao hả? Thưa, có bị nhầm lẫn gì không? Đây chỉ là xô xát nhỏ của những đứa học trò, chứ có phải phạm tội gì đâu mà sao bị giam cầm. Bà nghĩ chuyện nhỏ, nhưng mà gia đình của cậu Tô Châu thì lại không nghĩ như vậy. Nghe tin con trai họ bị hành hung, mang thương tích ở đầu, họ lập tức gửi đơn kiện lên huyện quan. Dạ, nghiêm trọng vậy sao? Đúng vậy, vì họ đã cậy tới quan phủ, quan trên đã lệnh xuống bảo ta phải đưa vụ này ra xét xử. Kỳ này Trọng Nghĩa con bà đã chạm vào ổ kiến lửa rồi. Con nhà quyền thế đụng tới là lớn chuyện. Ta mà xử không nghiêm cũng sẽ mắc tội với quan trên. Thì ra là bọn nhà giàu quyền thế rụng cọng lông chân thì làm đông đổng như đĩa phải vôi. Thôi, bây giờ bà cứ về đi. Tạm thời bà không được gặp cậu Nghĩa. Khi nào ta mở công đường xét xử, ta sẽ cho người báo bà. Nhưng mà thưa quan, tôi... Ta còn nhiều việc phải giải quyết, mong bà thông cảm. Ra rồi, ra rồi. Chị hai, sao rồi chị hai? Thằng Tí Em đâu rồi? Sao nó không về với chị? Nó bị tạm giam rồi. Hả? Sao lại bị tạm giam? Gia đình Tô Châu đâm đơn kiện Trọng Nghĩa, hành hung con họ, gây ra thương tích, nên giờ bị tạm giam trong đề lao, chờ ngày mở công đường xét xử. Trời ơi, sao chuyện lại rắc rối đến như vậy? Rồi chị hai có gặp được nó không? Hoàng Nguyệt không cho gặp. Nhà Tô Châu đâm đơn kiện anh Trọng Nghĩa thiệt sao bác? Cô còn đứng đó mà hỏi hay sao? Tại cô mà ra tất cả. Nếu thằng Tí Em không dướng vào cô thì nó đâu gặp chuyện như vậy. Tại vì nó cãi lời tôi mới ra nông nổi này. Chị hai, chị La Minh Lan tội nghiệp, nó cũng đâu có muốn chuyện này xảy ra đâu. Không tại nó thì tại ai? Tại ai mà thằng Nghĩa nó dám cãi lời tôi? Tại ai mà xúi nó về nhà một hai đòi cưới đòi gả? Tại ai đi gây chuyện với người ta đến nỗi bị nhốt trong đề lao chờ ngày xét xử? Tôi nói cho cô biết, cô làm ơn tránh xa thằng con trai tôi ra đi. Hãy để cho nó được yên. Tiền đồ của nó bỗng chốc bỗng bị cô làm tiêu tan đen tối, dướng vô đường tù tội rồi đó. Dạ, dạ thưa bác. Cô... thôi, bấy nhiêu đây là đủ lắm rồi. Coi như tôi xin cô đó. Nếu thằng con trai tôi còn qua lại với cô thì nó còn xảy ra nhiều chuyện hơn nữa đó. Cô không hiểu được mọi chuyện bắt đầu từ cô hay là sao? Tình yêu của cô dành cho nó hiện thời chỉ là tình xưa nghĩa cũ. Vì sợ người đời lên án, thấy trăng quên đèn, chứ cô đâu có thật lòng với nó. Tôi nói đúng tim đen của cô rồi đúng không? Tôi thừa biết trong lòng cô đang muốn gì. Cô dứt bỏ hết, bước vào nhà danh giá để hưởng giàu sang phú quý như lòng cô mong muốn đi. Đừng lấy con trai tôi làm bức bình phong trước những tham vọng của cô. Tội nghiệp cho nó lắm. Kể từ nay, tôi không muốn cô lãng vãng trong cuộc đời của nó nữa. Tôi không muốn cô gặp nó một lần nào nữa. Cô đi đi. Chị hai, bây giờ mình tính sao hả chị hai? Không lẽ mình để thằng Tí Em ở trong đề lao chờ ngày xét xử luôn sao? Chị hai, oh.
Quà này tao có ăn gì đâu. Bao nhiêu thứ kinh thiên động địa ập đến, lòng dạ nào mà nghĩ tới ăn uống chứ. Thơm lắm đúng không? Khoai này mà nướng lên thì rất là ngon. Ăn thử đi, ngon lắm. Ngươi nghĩ sao mà kêu ta ăn mấy thứ quê mùa này? Ta đường đường là một tiểu... Là tiểu thư khuê cát chứ gì. Đúng vậy. Nơi đây không có sơn hào hay gì cho cô ăn đâu. Ta không ăn. Có chết đói ta cũng không thèm ăn. Cô không ăn thì lấy sức đâu mà đi tiếp. Thì ta đã nói là ta không ăn mà. Cô làm bộ làm tịch nữa. Cô đói một ngày thì không có chết đâu, nhưng sẽ không có sức đi theo ta thì ráng mà chịu. Đường ra khỏi khu rừng này còn xa lắm. Ngon thiệt. Trước nhất Dương rồi ông. Đó, tôi đã nói rồi mà. Số trời đã định mà. Trời định mà người không thuận thì cũng chưa chắc thành công mà. Sao ông lại nói vậy? Đó, ông nhìn kìa. Thấy tình cảm dâng lên đôi mắt cổ khi mà cổ nhìn cậu ta không? Bà thấy thì tôi cũng thấy vậy. Nhưng mà hoàn cảnh của họ khác nhau quá. Lúc này cô ta đang yếu đuối,
bơ vơ, không nơi nương tựa, thì phải làm vậy thôi. Chứ mà cô ấy về lại nơi cao sang thì họ mặc ai nấy sống. Trương công tử đang sờ sờ đó, nhất dương khó mà xen vô. Nắm lấy vận số của đời mình. Ông á lại bi quan nữa rồi. Mình là thần tiên, phải giúp người phàm chứ. Bây giờ mình cứ xe tơ cho họ như sổ đã định hôn. Chưa đến lúc đâu, bà chớ hấp tấp. Để coi họ có đáng với duyên số trời định hay là không. Thôi, vậy mình đành chờ thêm ít lâu nữa. Phải. Ta cũng không nghĩ gia đình họ lại làm lớn chuyện như vậy. Nhưng bây giờ trò Nghĩa đang bị giam giữ trong nhà lao sao? Dạ, nhưng mà tôi vẫn chưa nhìn thấy nó. Hoàng Nguyên không có cho gặp. Chắc là thằng nhỏ hoảng sợ lắm. Phải chi tôi có thể nói vài lời với nó, mang cho chút thức ăn thì hay biết mấy. Chuyện này không khó đâu. Để ta lên nha môn nói vài lời với quan huyện. Có lẽ tội của Trọng Nghĩa không nặng lắm. Dạ. Ta nghĩ vẫn cho phép người nhà vào thăm được. Dạ, vậy nhờ thầy nói đỡ vài lời. Dạ, quan huyện nói gia thế của nhà Tô Châu rất là mạnh đó thầy. Họ đã nhờ tới quan phủ, lệnh xuống quan huyện phải xử vụ này công khai. Ừ, vậy à? Dạ. Dạ. Thưa thầy, thầy có biết gia thế của Tô Châu như thế nào không? Lúc Tô Châu đến học á, thì Tô phu nhân có gửi gắm nhờ ta dạy dỗ. Ta xưa giờ nhận học trò, chưa bao giờ hỏi rõ về gia thế ra sao. Vì thấy không cần thiết. Học trò ở đây ai cũng bình đẳng như nhau, miễn là chịu học. Dạ, đụng chuyện thì mới biết rõ mặt nhau. Họ nhất quyết làm lớn chuyện này tới cùng. Chuyện này theo thiện ý của ta thì đâu cần phải đem ra công đường. Đó chỉ là chuyện cỏn con giặt giảnh của mấy đứa học trò với nhau thôi. Ta thiết nghĩ nếu có đưa ra công đường thì Trọng Nghĩa cũng không sao, thì khó mà trách tội được trò ấy. Có lẽ họ chỉ muốn chứng tỏ về gia thế và dằn mặt với thằng tí em nhà tôi, để nó biết là nó đã phạm sai lầm khi nó đụng đến quý tử của nhà họ. Lần trước gặp, ta thấy Tô phu nhân là người nhân hậu hiền lương, chỉ mong muốn con trai của mình theo học chữ thánh hiền. Vì vậy khi nghe chuyện này, ta thấy cũng khá là ngạc nhiên. Chắc do ở xa nghe tin cho nên họ nóng ruột mà xót con như vậy thôi. Yên tâm, khi ra công đường thì ta sẽ nói những gì ta biết. Theo hình luật thì tội của Trọng Nghĩa thì bất quá bị đánh dài hèo để răn đe thôi, không có gì đâu. Dạ, thật vì sao thầy? Dạ, vậy thì tốt quá. Dạ. Chỉ tội cho nó phải bị giam trong đề lao. Ờ, thôi thì chuyện đã vậy, trò Nghĩa chỉ cần ráng vài ngày xét xử xong thì sẽ được tha về nhà. Giờ thì cứ về nhà đi, ta sẽ vô thăm Trọng Nghĩa để trấn an nó. Nếu có gì ta sẽ báo lại. Dạ, trong sự nhờ thầy. Ừ, thôi mình về chị hai. Dạ, dạ. Chào thầy. Ừ. Dạ chào thầy. Dạ.
Tô Huynh ơi, Tô Huynh có ở đó không? Minh Lan, Minh Lan, em tới thăm anh hả? Ừ. Minh Lan tới thăm anh mừng lắm. Tô Châu, Huynh có khỏe không? Tôi đâu có bị gì đâu, tại thầy biểu ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức vài ngày thôi. Lan đến thăm và lo lắng cho tôi như vậy là tôi thấy khỏe liền à. Nếu như Huynh không bị gì, sao lại kiện anh Trọng Nghĩa lên quan làm gì vậy? Bây giờ Huynh ấy bị giam trong đề lao rồi đó, Huynh có biết không? Tôi cũng đâu có nghĩ sự việc lại ra như vậy. Tại tên tiểu đồng thầy Lai, nó mang thức ăn và bạc qua tiếp tế cho tôi, thấy tôi như vậy nên mét lại với cha tôi đó. Vậy là cha tôi đung đung nổi giận, nhờ quan phủ lệnh xuống huyện quan bắt Trọng Nghĩa chờ xét xử. Vậy vậy sao Huynh không nói cho cha biết mọi chuyện chỉ là vô ý và không có gì trầm trọng hết? Phải nói sự thật để Trọng Nghĩa được tha về nhà đi, có được không Tô Huynh? Thì ra em đến đây là lo cho Trọng Nghĩa hả? Trong lòng em chỉ có hắn thôi hả? Tô Châu à, bây giờ không phải là lúc nói mấy chuyện đó. Trọng Nghĩa đang bị giam trong đề lao, Huynh hãy nói với thân phụ là tha cho Trọng Nghĩa đi. Em nói vậy á là em chưa hiểu cha tôi rồi. Người đã quyết á thì không ai dám cản hết. Nhưng mà chuyện này đều là từ Huynh mà ra. Nếu như Huynh nói là Huynh không sao thì cha Huynh sẽ bãi nại, rồi anh Trọng Nghĩa sẽ được tha thôi. Em mở miệng ra là cứ lo cho Trọng Nghĩa trong đề lao, em không lo gì cho tôi hết hả? Tôi mới là người bị chấn thương nè. Tô Châu à, Huynh đừng có trẻ con như vậy nữa. Coi như là tôi xin Huynh đó, nếu như mà Trọng Nghĩa có chuyện gì thì tôi cũng có một phần trách nhiệm. Bây giờ chỉ có Huynh mới giúp được Trọng Nghĩa thôi. Bây giờ Huynh hãy bỏ qua mọi chuyện, tha cho Huynh ấy lần này đi. Nếu như Huynh ấy có án thì xem như là tiền đồ sẽ bị tiêu tan, tôi vì vậy sẽ ân hận suốt đời đó. Huynh giúp Trọng Nghĩa cũng như là giúp tôi thôi. Nhưng mà tôi giúp hắn thì tôi được gì chứ? Ừ thì trên đời này đâu có ai cao thượng tới nỗi bị đánh lỗ đầu mà còn đứng ra nói tốt cho kẻ đánh mình nữa chứ. Có là thánh nhân chưa chắc có làm vậy được nữa. Huống chi tôi với Trọng Nghĩa là tình địch của nhau nữa chứ. Nhưng mà Huynh ấy không cố ý, Huynh biết rõ mà. Đi mà Tô Châu, Huynh giúp tôi lần này đi nha. Coi như là tôi nợ Huynh ân tình này, khi nào có dịp tôi sẽ trả. Thôi được rồi, tôi sẽ làm việc này á là vì em đó. Coi như là em nợ tôi thêm một lần nữa đó. Thì khi nào ra công đường á, tôi sẽ xin bãi nại cho Trọng Nghĩa. Thật vậy sao? Huynh đồng ý giúp Trọng Nghĩa sao? Thì cũng vì em đó. Vậy thay mặt Trọng Nghĩa tôi đa tạ Huynh. Em nên nhớ, em nợ ta một lần nữa nghe chưa?